rồi, chiếc M7040 đẹp này em cũng mới nhờ hợp đồng của một khách nha. Thì đang làm cho một số giấy tờ để mà cho khách mua của công ty. Đây, máy này cũng rất đẹp luôn. Có tạ đầu Kubota chính hãng luôn nha. Tạ này rất là nặng luôn ha anh em. Sơ lược máy là nguyên zin hết luôn á. Đó, anh em nhìn chất ngon lành không? Em đã tẩy rửa sạch sẽ hết luôn máy này luôn rồi. Vỏ là nhiều mới luôn nha. Đó, vỏ là nhiều mới luôn. Hộp số nguyên zin chưa đụng gì hết luôn. Máy này còn rất là chất nha. Đây. M7040 đang làm bảo dưỡng luôn. Đang làm cầu đầu. M7040 giờ đã hoàn thành nha anh em. Chuẩn bị em lên xe về luôn ha. Máy quá ngầu luôn. Đây là cái khu vực mà mình để trưng bày máy gặp cho khách xem á. Mình sẽ quay tổng quan sơ sơ cho anh em xem ha. Hiện giờ mình đang có là khoảng mấy cái DC 70G, DC 70 thường đủ loại, tất cả đều là máy nhập hết ha. Phía trong đây thì mình có thể mấy chiếc 105 để mình quay cho người xem. Đây 105 mình đang còn khoảng 6 chiếc ha. Đây là những cái DC 70G Plus đó, máy thái xịn này, máy chạy nước đó. Gần bây giờ 9 chiếc, bây giờ còn 3 chiếc nữa, cũng gần hết rồi, anh em có lựa sớm. Ở phía trong đây thì mình cũng để máy nhiều lắm nha. Đây. Phía sau này ha. Giờ máy mình có để sẵn ha, anh em cứ thích thì đánh tắt máy, anh gửi chiếc nào thì lấy chiếc đó ha.